Vâng ạ, thấy màu vàng là chúng ta thấy một cái gam màu là rất là nịnh da rồi đúng không ạ? Đặc biệt là những chị gái nào mà nước da không được trắng thì chắc chắn là phải nhớ là chịu khó là diện cho em những cái áo sơ mi mà màu vàng các chị nhá. Đây là một trong những cái màu áo sơ mi màu vàng khá là tôn da của GDA. Và đặc biệt là kiểu dáng thì rất là trẻ trung này. Cổ của nó có xếp ly và đính hạt cườm rất là yêu cho các chị gái này. Tay có len nhẹ và có chít phần nhất. Đây là khi mặc rất là thoải mái và dễ chịu của các chị luôn. Và em thì đang kết hợp với các chị với một chân váy xòe điệu đà của GDA. Vâng ạ, đây gọi là chuẩn một cái trang phục cho cô nàng tiểu thư ở nơi công sở các chị gái nhá. Và màu áo này thì bên em sẽ có size S, size M, size L và size XL cho em. Chị gái nào mà chưa có một em sơ mi màu vàng này trong tủ đồ của mình thì hãy nhanh chóng sở hữu về trong mình, bởi vì phiên bản của nó cực kỳ là ít thôi, không có nhiều đâu các chị gái nhá. Kiểu dáng rất là xinh, dáng suông, không mịn lộ khuyết điểm của mình, không bó và cơ thể mặc khá là thoải mái và dễ chịu cho em các chị nhá.